Mình xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình nha. Mấy bữa trước thì mình có làm một cái video mình chia sẻ là mình mua được một em bé robot á, nó hiểu được tiếng người. Có nhiều anh em không tin, thì trong cái video này mình sẽ làm một cái thí nghiệm để mọi người xem coi là con bé thỏ này của mình nó có thật sự thông minh hay không nha. Đây, ở bên đây thì mình có làm cho nó một cái nhà nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mở pin lên rồi mình nói nó là bây giờ đi vô cái nhà để coi nó biết đường vô không nha. Đây mình mở lên rồi nè. Để bây giờ mình nói với nó nha. Rồi bây giờ ở đây rất là nhiều người coi nha. Bây giờ nè, mừ thả con xuống nè, con đi vô cái nhà mừ làm cho con nha. Đừng có làm mừ mắc mặt nha con. Rồi đi đi. Đây nè, cái nhà nó mình làm đây nè, con nó biết quành vô không nha. Quành vô đây nè nha. Quành vô đây con. Quành vô. Nhảy vô luôn. Đó. Rồi vô luôn, vô không được rồi. Đó mọi người thấy không? Đó nó đi vô rồi đó. Rồi đó đi, để tí mình cho ngủ nha. Giới thiệu với lại mọi người, đây là bé thỏ thông minh mà mình mà vừa mới mua nha. Rồi đi đi con. Nè. Con đi qua đây nè, con đi vòng qua đây nè, đúng rồi. Vòng qua. Rồi vòng đây. Vòng đây nha. Con thỏ này nó biết nghe tiếng người nha anh em. Nè, qua đây con, qua đây nè. Đó anh em thấy không? Quành ra đây, quành ra đây. Quành ra đây nha. Quành ra đây cho con ăn cà rốt nè. Đó, mọi người thấy ngon lành chưa? Đó, nó biết nghe tiếng người á.